Thưa quý vị, mùa hè với nhiều hoạt động sôi nổi sẽ là ký ức đẹp cho con trẻ. Hiện nay mùa hè của nhiều học sinh sẽ là dày đặc lịch học, trở về nhà lại đắm mình vào game ảo. Nhưng cũng có nhiều bậc phụ huynh đã chọn mùa hè để cho con trải nghiệm cuộc sống độc lập, ở với những người bạn nước ngoài, được học tiếng Anh và vui chơi đúng nghĩa. Tham gia các trại hè là một xu hướng mà mấy năm trở lại đây, nhiều ông bố bà mẹ lựa chọn cho con của mình. Nhiều phụ huynh nước ta lựa chọn Philippines làm điểm đến cho con học tiếng Anh. Vì đất nước hàng xóm Việt Nam này sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai và đất nước nói tiếng Anh lớn thứ 5 thế giới. Hiện tại, Philippines có hơn 300 trường Anh ngữ. Trong đó, có những trường chỉ chuyên đào tạo tiếng Anh cho lứa tuổi học sinh từ 7 đến 18 tuổi, như trường Anh ngữ CIEC nằm ở hòn đảo Cebu xinh đẹp phía nam Philippines. Ba mẹ và con chọn trường này là do là trường này còn mới, giáo viên thì rất là tốt. Mà học sinh ở đây thì rất là thân thiện. Ban đầu đến đây thì mình cảm thấy rất là xấu hổ và hơi là bỡ ngỡ. Nhưng mà sau khi học 3 tuần ở đây thì mình đã quyết định học thêm ở đây thêm 1 tháng nữa. Cái 4 kỹ năng của con nghe và nói, đọc, viết thì tăng một cách rất là rõ rệt. Lúc đầu trước khi qua đây thì con không muốn bởi vì con bố mẹ muốn con đi. Sợ thì con cũng không có muốn đi cho lắm. Nhưng mà khi mà qua đây thì giờ con không muốn về nữa rồi, các bạn vui quá. Trường CIEC chuyên đào tạo tiếng Anh cho học sinh đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Năm 2018, CIEC đón khoảng 20 học viên đến từ Việt Nam. Năm 2019 này, số học viên đã tăng lên 70 người. Với một tinh thần không có áp lực, không có kim cương, mô hình học ở đây theo kiểu Sparta, tức là học viên học 500 phút mỗi ngày, học và ở ngay ở trong trường, không được sử dụng Internet và chỉ được dùng điện thoại vào cuối tuần. Bên cạnh đó, ngày nghỉ các em còn tham gia các hoạt động ngoại khóa, khám phá văn hóa của người bản địa. Trường Anh ngữ CIC đạt được một vị trí mà khá là trung tâm và cũng khá là nhiều gần các cái trường Anh ngữ, gần các cái trường đại học, trung học khác. Vậy thì nó có một sự an toàn nhất định và các con cũng chỉ ở trong trường thôi. Khi mà cuối tuần ra ngoài thì các con sẽ có các anh chị quản lý người Việt Nam cũng như là người Hàn Quốc sẽ hỗ trợ các bạn 24/24 giờ tất cả các hoạt động ngoài trời này. Từ 3 đến 4 bé thì mình sẽ có một cái người gọi là quản lý sinh bản thân. Thì người quản lý này họ sẽ chăm sóc các bé từ việc gọi dạy, nhắc nhở đi ăn, tắm rửa, đi chơi. Sau đó thì các bé sẽ đi học và toàn bộ các hoạt động trong ngày thì sẽ luôn luôn có quản lý theo sát các bé, chụp hình, gửi video về cho phụ huynh để họ yên tâm hơn. Khóa học hè ở trường này thường diễn ra trong vòng 1 tháng. Nhưng nhiều học sinh sau khi làm quen với cuộc sống ở CIEC đã xin gia hạn. Mô hình học 1-1, một giáo viên, một học sinh đã giúp cho học viên phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh của mình. CIEC, đối tượng tập trung đào tạo chính của chúng tôi là trẻ em, học sinh. Ở những nơi khác, giáo viên có thể chỉ được đào tạo từ 1 đến 2 tuần. Còn chúng tôi tuyển giáo viên và đào tạo trong vòng nhiều tháng. Thời điểm này, khi mà các học sinh ở Việt Nam tới thì tất cả giáo viên của chúng tôi là giáo viên thường trực, có thể dạy IELTS, ACT với chất lượng được đảm bảo tốt nhất. Buổi chia tay của học viên Việt Nam sau khi kết thúc khóa học. Một mùa hè ý nghĩa dành cho học sinh khi các em được học, được giao lưu với các bạn mới tại ngôi trường này.